Mỗi ngày trẻ vị thành niên sẽ không được chơi trò chơi điện tử trực tuyến quá 1,5 tiếng, những ngày nghỉ lễ thì không chơi quá 3 tiếng đồng hồ. Đây là những quy định trong thông tư mới được giới chức Trung Quốc đưa vào áp dụng nhằm siết chặt quản lý và ngăn trẻ vị thành niên nghiện chơi game online. Thông tư cũng đưa ra quy định cụ thể về thời gian cung cấp dịch vụ chơi game, hoạt động thu tiền và yêu cầu người chơi phải dùng thông tin thật để đăng ký. Cụ thể các nhà mạng không được cung cấp dịch vụ game cho trẻ vị thành niên trong khoảng thời gian từ 22 giờ đêm hôm trước đến 8 giờ sáng ngày hôm sau. Các nhà mạng không được cung cấp các loại trò chơi trả phí cho trẻ dưới 8 tuổi và giới hạn số tiền nạp thẻ chơi trò chơi theo tuần hoặc tháng. Trò chơi trực tuyến hiện phát triển rất mạnh tại Trung Quốc, thu hút lượng lớn người chơi là thanh thiếu niên.